Rồi hôm nay thầy thiết kế một cái poster. Poster là gì? Là những cái mà các em đã từng gặp như là poster quảng cáo phim ở một cái khu vực nào đó khởi chiếu này, poster về quảng cáo về show diễn của các ca sĩ nổi tiếng, poster về show diễn của các phòng trà chẳng hạn, poster của một cái triển lãm về hội họa, poster triển lãm về lịch sử, vân vân. Nói chung là tất cả những cái gì poster cũng là phương tiện truyền thông giúp các em sau này, những em nào mà thích làm về mảng truyền thông thì các em sẽ học thiết kế bằng những cái kỹ năng mà thầy dạy ở đây. Thầy nghĩ là không thừa. Rồi poster về những cái khẩu hiệu về phòng chống như là tệ nạn HIV, ở phòng chống ma túy, phòng chống hút thuốc lá, rồi nhất là từ vừa rồi là phòng chống về về đại dịch COVID. Thế thì ở đây chúng ta thiết kế như sau, ý tưởng thì cứ thoải mái trong đầu thôi. Thì thầy nói như này, bây giờ thầy có một cái hình chữ nhật tầm như này, poster nó chỉ như này thôi nhá, tỷ lệ của nó là giống như cái màn hình mà chúng ta quay ngang xuống ấy, tỷ lệ của nó như thế. Thế cái poster là cái nó có kích thước lớn khoảng A2, A3 treo ngoài đường. Thế nhưng mà vì là chúng ta làm thiết kế nhỏ, sau này khi mang ra hiệu người ta in màu ấy thì người ta sẽ phóng to ra cho các em. Đấy, còn làm trên đây thì nó là một cái slide thôi. Chưa xem màn hình nào thì xe. Ô thì xe đây. Rồi. Nhìn thấy chưa? Cả lớp đã Rồi nhìn ạ. thấy, cả lớp nhìn thấy chưa? Dạ. Rồi à. Hết chưa? Đấy, may có bạn Ngân, bạn ấy phát hiện ra. Thế thì chúng ta thiết kế theo kiểu như này nhá, thầy chỉ dạy các em mấy cái cơ bản này. Màu sắc thì các bạn sẽ chọn màu nổi bật là màu ít màu nhất làm cái tiêu đề. Còn màu nền của bức ảnh thì chúng ta họ dùng cho màu nền chung. Các đường viền, đường cong dựa trên màu trung gian ở giữa. Chúng ta có thể thiết kế bằng nhiều cách khác nhau. Cách đối xứng tức là trên và dưới đối xứng qua trục ở giữa. Đây là nguyên lý thiết kế nhá, thầy đang nói đấy nhá. Đó. Đã dựa trên nguyên lý thiết kế là thiết kế đối xứng này. Đối xứng thiết kế song song. Song song là các đường thẳng song song, hình khối ta xếp song song. Rồi có thể đối xứng theo trục dọc. Đó. Rồi thiết kế góc trên, góc dưới, góc phải, góc trên này, góc dưới này, góc dưới này, góc trên đây. Tránh các khoảng trống mà chúng ta để thừa ra, nó không cân đối, khoảng trống đó nó rộng. Các em ghi vào giấy nhá, khoảng trống nó rộng nó làm cho chúng ta tự nhiên một chỗ rất nhiều chữ nhưng một chỗ thì trống. Đấy. Thế còn chúng ta phải biết là khi chúng ta tiêu đề, khi thiết kế chung thì tiêu đề là nhấn mạnh cái nội dung, nhấn mạnh nội dung cần truyền tải thông tin. Đấy thì chúng ta làm sao cái màu sắc của cái tiêu đề là người ta chỉ cần đi qua cái, người ta liếc cái, người ta thấy luôn cái nội dung. Ngoài ra các chi tiết thì các em có thể phân cột, cột đối xứng hoặc là một cột to một cột bé. Hình ảnh thì các em để ở giữa, ở dưới tiêu đề để nổi bật cái bức tranh lên. Hoặc là tiêu đề cái caption của cái ảnh đó thì theo sát bức ảnh. Caption theo sát bức ảnh. Đường cong dùng để chia ra các khu vực. Đường cong dùng để chia ra các khu vực. Thiết kế khác nhau. Vô tình đường cong đó cũng làm nổi bật lên cái vẻ đẹp của cái bản thiết kế của chúng ta. Đấy, nhiều khi nó lại có ích như vậy.
nghĩ thì nó tưởng như là đưa vào nó vô duyên nhưng mà nó lại có ích như vậy. Em nhớ chưa? Rồi thiết kế có thể là xếp các hình lên đè lên nhau, chồng đè lên nhau, tạo ra cái bậc thang giúp con người người ta nhìn bức tranh đó một cách hài hòa tổng thể, có cái thứ tự tức là giảm dần hoặc tăng dần về cái tư duy. Cả lớp có nghe thầy giảng không? Thế em có đi, không có nghe được không nhỉ? Có. Nhớ nha, nhớ những lời thầy nhắc chỉ ngắn gọn thế thôi nhá. Rồi chúng ta sẽ có một kiểu thiết kế như là thiết kế focus, tức là tập trung vào một vị trí làm cho nó sáng lên, gọi là brighten, tức là nó sáng lên ở một góc, thì vô tình là nó lại làm cho những cái phần bên mờ bên cạnh đi tưởng như là nó rất là không không ai để ý, nhưng những cái phần đó thì chúng ta lại cho, một là cho văn bản, hai là cho hình khối để giúp nó làm cân bằng với cái phần phần sáng đó. Đó. Thế thì đấy là những cái mà chi tiết để thầy vừa nói cho các em tránh một cái màu mà nó không có gì, không 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 trùng với cái màu nào trong bức ảnh mà chúng ta đem ra sử dụng thì nó rất là vô duyên. Đấy là cái nguyên lý thiết kế. Còn nguyên lý màu này, bây giờ thầy sẽ cho các em công thức của màu nhé. Công thức của màu như sau. Hôm nay thầy lại dạy luôn cả công thức màu vì lâu lắm rồi thầy không nhắc đến chuyện này. Ở đây chúng ta đưa cái này tạm ra đây nhé, là chúng ta ghi công thức màu này. Rồi các bạn ghi cho thầy công thức màu như sau. Công thức của màu cộng RGB, RGB. Màu cộng là màu gì? Là màu ánh sáng của màn hình. Còn một cái hệ màu nữa là CMYK. Thế thì cái màu này là màu của các thiết bị điện tử. Màu này là của mực in này. Nha các bạn chú ý vào cho thầy nhá. Màu này là của màu màu phía trên nhá. Cái màu phía trên ấy. Đấy, là màu cho hệ màu của phần các thiết bị điện tử, màn hình máy tính rồi tivi vân vân. Đây là của mực in. Thế thì ở đây nó do nguồn sáng chiếu vào tạo thành quang phổ, gọi là quang phổ, và những cái màu này nó được tách ra từ các bóng đèn quang phổ. Chúng ta học vật lý rồi nhé. Thì còn đây là màu của mực in, tức là màu do ánh sáng chiếu vào vật vật chất nó phản xạ lại mắt người. Thế thì màu các màu đấy thầy mô tả như sau. Màu bây giờ thầy trên bảng này thì nó đây là RGB nhé. Thì đây ở trong máy tính nó chỉ có hai hệ là RGB thôi. À, đây màu này nhá, màu này là màu red. Thế thì thầy sẽ đánh cho chúng ta màu này bằng 255. Đó, đó chính là màu này. Đó, đây, đây thầy bôi màu này trước đã. Đó. Màu green là màu xanh lá cây. Xanh lá cây thì chúng ta cho thầy vào đây làm 255. Đó. Ok. Màu này là màu blue. Màu blue. Đây là cái phần mềm này nó sử dụng nó hơi khó so với các phần mềm thiết kế khác. Đó. Thì chúng ta đây nhớ nhá, ba màu này thì chúng ta có công thức cộng như sau, còn dưới này lát nữa thầy sẽ mô tả sau. Nào, G cộng G
cộng b bằng y màu trắng nhá. Đấy, để sau này các em phối màu các em thuộc lòng. Rồi tiếp theo xuống dòng l cộng g bằng, đối với em biết bằng gì? Tức là màu red cộng màu green ra màu yellow. À, màu y là màu thầy viết lâu không viết tiếng Anh quên màu này rồi, màu vàng nhé, chúng ta ghi cho thầy màu vàng. Đó. Rồi màu red cộng màu blue bằng màu cyan. Màu cyan chính là màu này, màu của cái tờ bìa này nhá. Đó. Rồi các em tiếp tục. Red cộng g rồi, g bây giờ g à đâu? Red red cộng màu b red cộng màu không, cái này ra màu ấy nhá, thầy xin lỗi, màu magenta. Magenta là chúng ta mở ngoặc ra cho thầy là đỏ cánh sen, đỏ cánh sen. Đấy, để các bạn phối màu như thế nhá. Màu tiếp theo là red cộng b, red cộng g rồi, y cộng b, y cộng với b thì bằng màu cyan. Chúng ta ghi là màu màu xanh da trời, xanh da trời nhá. Đấy, lớp mình được học kỹ này. Đây là công thức pha màu. Đấy, đây là công thức màu cộng nhé, cả lớp nhớ chưa? Đó, thế còn màu C thì nó như nào? Bây giờ chúng ta sẽ chọn đây, màu C của nó đây, nó đây. Đấy, M như nào? Đây, thầy lấy luôn này. Màu M là màu magenta. Magenta ở đây, nó ở chỗ này này. Đó. Màu y nó như này nhá, thầy mô tả nhá. Màu y đây. Và màu k là màu sẫm. K là màu chỗ này. Thì đây đây chính là bốn cái màu các em chụp ảnh vào. Ở mực in này, và đây là màu của một thiết bị điện tử này. Đấy, thì màu mực in nó sẽ nó bị bao giờ nó cũng xỉn hơn cái màu của ánh sáng. Các em chú ý nhá. Màu mực in bao giờ cũng xỉn hơn màu của ánh sáng. Thế để cho chúng ta phối lên cái tác phẩm của chúng ta trong PowerPoint một cách chuẩn hơn. Rồi bây giờ chúng ta sang công thức màu trừ. Công thức màu trừ. Các em biết là để mà thuộc lòng công thức này là ngày xưa thầy phải học được mỹ thuật về sơn, pen vân vân. Đấy, thì thầy mới thuộc được cái cách như này để cho chúng ta có thể là rồi rồi điểm danh này chưa điểm danh, cảm ơn bạn Vi Phương Thảo. Công đây là công thức trên nhé, công thức này là cộng này, màu cộng. Đấy, thầy để lên đây nhá. Rồi bây giờ thầy nhân đôi cái này. Còn đây là công thức màu trừ. Đấy, cộng lên trên nhé. Xóa này đi. Để thầy em ghi nó rõ. Đấy, xuống đây thì công thức màu trừ thì thầy xóa này. Trừ là gì? Trừ là do vật chất nó chặn ánh sáng của mặt trời và nó bỏ bớt đi các tia màu khác trong dãy quang phổ màu. Công thức màu trừ nhá. Rồi, bây giờ các em ghi cho thầy công thức để chúng ta pha có đúng nhá.
Đây là cơ bản, là khi mà chúng ta ví dụ như chỗ này các bạn màu vàng này nhá, các bạn tăng màu đỏ lên tí thì nó trở thành vàng vàng cam. Các bạn tăng màu G, màu green lên mà giữ nguyên màu đỏ thì nó trở thành vàng chanh. Cả lớp hiểu ý này chưa? Alo. Mất kết nối à? Alo các bạn. Các bạn nghe thấy lời không? Có Thế có hiểu, có nghe được thầy nói rõ không? rõ thầy Thầy ạ, rõ dạ chưa? rõ ạ, Thầy nhắc lại này. vâng. Đây là công thức cơ bản là trung bình bằng nhau. Nhưng mà nếu ta cho lượng màu red nhiều hơn màu G thì nó sẽ trở thành vàng cam. Nếu cho thầy giữ nguyên red mà thầy cho màu G tăng lên, cho cái cường độ và tăng lên cái giá trị trong lúc ta nhập vào thì nó sẽ trở thành màu vàng chanh. Tương tự bên này cũng thế. Đỏ cánh sen là màu của cái cánh sen nó như này. M này. Nhá. Màu R cộng cộng B thì ra cái màu này. Hai cái màu này cộng vào ra màu này. Thế nên mà nếu chúng ta tăng màu đỏ lên thì nó cánh sen lúc đó là cánh sen nghiêng về đỏ. Còn nếu chúng ta tăng cái màu blue này thì nó trở thành màu tím, tím thủy chung. Đấy, hai cái này cộng vào nhau nhá, chuyển sang màu tím sẫm. Hai cái màu này tương tự như vậy. Nếu mà thầy tăng màu y lên thì nó nghiêng về cái màu này, nó tăng y lên nó hơi sản xanh, xanh xanh sáng lên một tí, màu nghiêng về màu xanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ có công thức. Công thức như sau. Cả lớp ghi cho thầy này. C cộng với M bằng. Đây C, C chính là cyan nhá. M magenta nhá. Y là vàng nhá, yellow. À bây giờ thầy nhớ lại cái từ tiếng Anh đó. Rồi, là thầy nhắm mắt lại để nhớ lại, vì là chỉ đọc thì chuẩn nhưng mà đến lúc bảo thầy viết là thầy ít người viết là thầy không nhớ được cách viết đâu. Đấy, hai màu này này. Các em ghi cho thầy C cộng M bằng B, tức là hai màu này bằng B nhá. Rồi C cộng Y thì bằng G. C cộng Y bằng G. Rồi M cộng Y bằng màu red. Đấy, B là blue nhá, gọi là đấy, B là green, màu xanh lá cây. Ok chưa? Đấy. Và các em ghi tiếp cho thầy. C cộng M cộng Y cộng thêm màu bùn bằng màu K nha. C cộng M cộng Y là bằng màu K. Đó, ghi vào công thức này rồi cho thầy. Biết đâu công thức này sau các em lại đi về là ngon, lại đi vào làm ở trong xưởng ô tô khi lại biết pha sơn. Có nhiều bạn ra đấy, cuộc đời rất là buồn cười. Thầy kể chuyện nhé, em trai thầy học khoa quản lý nhân lực ở trường các em ấy. Trường đấy có không nhỉ, có khoa quản lý nhân sự không nhỉ? Bây giờ đổi tên là gì? Cậu ấy học trước năm 2000. Thế thì học xong về đi làm công rất là vất vả, làm nhựa. Thế xong rồi vào làm phụ cho một xưởng ô tô ở Trung Thượng, trên đường Đại lộ Thăng Long. Trên đường Đại lộ Thăng Long. Thế thì chỉ làm gọi là phụ thôi, lằng nhằng thôi.
Thế rồi một vài hôm thì có những cái xe ngày xưa xe công vụ nó hỏng nhiều, va chạm nó lại vào đấy nó sơn. Thì nhiều người pha mãi không được sơn. Thì cậu ý thầy cho cái công thức này, thế là cậu ý tưởng tượng suy ra, thế là thử pha và các chất phụ gia nữa thì nói chung là chuẩn gần như là 99% bằng mắt thường. Sau đó thì lương rất là cao, một công ty sơn của Hà Lan họ mới mời nhân sự, họ mời cậu ấy đi sang bên đấy, mời sang bên đấy và người ta cung cấp cho cái phần mềm pha màu, và cậu ấy chuyên đi dạy các xưởng ô tô trên khắp hầu như là toàn miền Bắc, miền Trung, các đại lý của hãng sơn đấy. Đấy, thế thì thầy nói đây là một câu chuyện có thật, câu chuyện có thật. Rồi thì bây giờ các em đã ghi phần này vào chưa các em ơi? Alo, cả lớp ghi chưa? Ghi xong rồi nha, bây giờ chúng ta thiết kế. Rồi bây giờ chúng ta thiết kế nhá. Đấy, thầy đã cho các em công thức màu rồi, các em lấy cái để lại gọi là bảo bối nhá, không có đến lúc mà phối màu ta lại quên. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ. Đấy, các em chỉ cần một cái phần như này thôi. Ok. Rồi bây giờ thầy tưởng tượng trong đầu này, bây giờ cái poster này là để chúng ta vẽ cho phòng chống dịch Covid. Thế thì các bạn lấy các hình ảnh liên quan đến trên mạng để chúng ta phụ vào nhé. Tất nhiên là chúng ta không làm cả cái poster giống họ mà ta chỉ xin hình ảnh thôi. Các bạn là ví dụ như hình ảnh đây, thầy chọn một hình tròn, chúng ta giữ ship vào nhé. Đó, rồi chúng ta chọn bật cái này cho thầy. Như hôm trước thầy nói rồi đấy, chúng ta chọn file, rồi chúng ta chọn trên desktop. Chúng ta thử xem rồi. Rồi bây giờ thầy chọn cho này. Đây là một hình ảnh về Covid tiêm chủng. Để cho sẵn bên này. Đấy, chúng ta cho quay cái hình này để cho thấy nó giãn sang bên tay trái. Đó. Bên này thì chúng ta cho dịch sang một thứ, một căng hình ảnh lên. Rồi. Bước tiếp theo, các em cho cái like lên. Lát nữa thầy sẽ nói một cái chi tiết nữa của chúng. Các em có thể cho màu đỏ lên. Đấy, poster nhá, ở giữa này. Bây giờ thầy mới dùng một cái con hình chữ nhật. Thầy đưa vào đây. Thầy nhốt một cái hình ảnh phía dưới và cân với dòng chữ phía trên. Thì các em chọn Edit Point, nhấp chuột phải chọn Edit Point, thì lúc đó chúng ta sẽ đưa cái này lên đến đây. Ở đây chúng ta sẽ đưa thêm điểm. Đấy, và thêm điểm. Up point. Thì các bạn kéo này xuống nhá, đây nó là corner là cái góc. Thì chúng ta còn thấy có một cái nút nữa, nhấp chuột phải tại nút này nhá. Hôm trước thầy không nói hết các em. Thì chúng ta gặp bốn cái lựa chọn như sau, ba lựa chọn smooth point, tức là mượt mà trơn tru giống như chúng ta uốn.
Chase point là thẳng, corner là cái góc, tạo thành cái góc chúng ta chọn này. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ uốn cho chúng ta mềm mại hơn, chúng ta đỡ phải thì ngồi chúng ta vuốt lâu. Chỗ này các bạn có thể gập cái đường này xuống, chỗ này các bạn có thể gập đường này xuống. Đấy, thế bây giờ cái hình của chúng ta đã mềm đúng trước rồi. Bây giờ thầy cho một cái đường, một cái ảnh lấy trên mạng xuống. Đấy, lấy trên mạng rồi ta thay ảnh khác. Covid này, đây là virus đã lây lan qua toàn thế giới đúng không? Như này nhá, trên này chúng ta cho khẩu hiệu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng quan tâm trao gạo xuống dưới đường. Covid-19 lây lan như thế. Rồi bây giờ cái này, cái hình nền này thầy muốn lấy cái hình đen ở bên trong của cái bức tranh này lên. Thì các em nhìn thấy thế này, cái công cụ color của chúng ta ở trong ấy, nó có một cái hình eyedropper, tức là mắt và thuốc thử, giống như là kiểu cái thuốc nhỏ mắt ấy. Đây đúng cái hộp thuốc nhỏ mắt cha mắt chưa các em? Alo các em có nhìn thấy hộp thuốc cha mắt không? Alo các bạn, đấy giống thế á, chậm như lòng hít nước lên ạ. Đúng rồi, thuốc cha mắt đúng không? Rồi thầy mới nhúng nó vào đây. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là ta cần màu nó giống ở trong bức tranh như nào thì ta dùng đấy, thuốc nhỏ mắt ta nhấp vào đấy. Ví dụ các em muốn cần chỗ nào nhiều, chỗ này nhiều thì chúng ta nhấp này, thì cái phần này của nó sẽ mang cái màu giống như trong này, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phần chữ vào đây. Chữ ở đây thì các em viết ra ngoài, sau đó thì chúng đây là không đường, không đường viền rồi thì yên tâm rồi. Nếu không thì các bạn nói nhảy solid thì các bạn phải chọn vào no line nhé. Rồi chúng ta ghi là đẩy lùi. Dịch Covid đẩy lùi dịch Covid dịch tiếng Anh 19 tàn phá để núi đại dịch nhé. Chung tay nhé, ghi chữ chung tay để tuyên truyền mà để lùi. Đấy, tàn phá toàn cầu. Để em cho nó vào giữa cho thầy. Bây giờ thầy mới đặt vào và thầy, các em nhìn thấy nó chữ đen đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu nổi bật nhất trong bức tranh này làm cái tiêu đề đầu tiên. Các bạn cũng bằng cách, chúng ta nhìn thấy là màu của nó có cái chỗ này. Đấy, nếu chúng ta chọn màu nhé, chúng ta chọn đây đều có cái đấy thử hết. Chúng ta cho chữ B lên nhé. Rồi và nó đã đẹp. Các em nhìn thấy không? Còn chỗ đường viền này nếu các em cho nó đỏ như trên cũng được, ta cho cái này dịch lên một chút. Đó, để nó cân đối, nó đỡ bị ấy vào. Chỗ này các em sẽ thiết kế cho thầy là cho cái bút thử màu chỗ này. Đấy, viền của chúng ta được thử luôn trong bức tranh. Đó, ok nhá. Thì khi mà chúng ta làm như này thì các em hôm nay lại nâng cao một kỹ năng thiết kế cực kỳ hay lên.
chúng ta chọn edit point để xem ở chỗ này còn còn chưa mềm mỏng được chữ trong này. Đấy. Rồi. Chỗ đó các bạn này. Edit point. Từ từ đã để tăng xem. Chỗ này chúng ta cho nó hơi võng xuống nữa cho gần rồi. Đó. Đẹp chưa? Đó. Potter không cần nhiều lời nhé. Chung tay đẩy lùi. Và bây giờ chúng ta cho thêm mũi tên chọc các bạn này. Các bạn cho mũi tên cho thầy mũi tên chéo. Đây các bạn. Đó. Đó. Chọc vào đây. Rồi cộng lấy một cái nữa. À, chúng ta có thể xoay ngược lại cho nó nhỏ đi một tí, màu sắc để cho em có thể. Rồi các em bây giờ các em sẽ sử dụng eraser tăng nhấp vào cái màu vàng này. Đấy, nó hài hòa bức tranh chưa? Rồi bây giờ chỗ này nữa chúng ta chọn eraser, ta nhấp luôn vào đây, nó sẽ copy cái màu từ đây sang đây. Đó. Thế là chúng ta đã xong một cái poster, tuy nó là ít chữ thôi nhưng mà người ta cũng đã hiểu được cái thông điệp truyền tải chữ chúng ta để đây nhé. Thế các bạn nhìn thấy các khối đều cân đối đúng không? Alo cả lớp. Cả lớp bỏ đi à? Chết rồi, thời điểm danh nhá. Dạ. Có mình em thôi à? Chết rồi, có mỗi một bạn là bạn ấy học thôi, thầy nói các bạn không nghe. Cả lớp có chưa? Các em có theo dõi thầy thiết kế không? Có ạ. Thế có thấy thầy làm được không? Đẹp ạ. Đẹp ạ. Được ạ. Ừ thế nhá, thì bây giờ thầy sẽ dừng lại để các em tập làm. Thầy dừng, thầy cho video lên kênh luôn nhá.